Xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta ôn tập và thực hiện bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 6. Nội dung kiểm tra cuối học kỳ 2, các bạn sẽ ôn cho cô chủ đề số 7, đó là bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ làm bài theo nhóm, đó là thiết kế khẩu hiệu với chủ đề bảo vệ môi trường. Các bạn đang được nhìn thấy, đây là một số những cái hình ảnh và những cái câu khẩu hiệu về bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể tham khảo để làm bài kiểm tra cho tốt. Và cuối cùng, cô chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2.